Sáng nay, ngày 5 tháng 9, cùng với các địa phương trong tỉnh, 60 trường học thuộc các cấp học trên địa bàn huyện Chợ Gạo đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Trong năm học mới 2016-2017, toàn huyện Chợ Gạo có 30.987 học sinh ở các cấp học, trong đó có 9 lớp nhà trẻ với 169 bé, 181 lớp mẫu giáo với 6.055 học sinh, 432 lớp bậc tiểu học có 13.922 học sinh và 11.010 học sinh trung học cơ sở, bố trí ở 259 lớp và trên 4.000 học sinh thuộc 4 trường trung học phổ thông. Để bảo đảm chất lượng dạy và học cho năm học mới, ngành giáo dục huyện Chợ Gạo quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong đó tăng cường mua sắm trang thiết bị và sửa chữa xây dựng một số công trình giáo dục như đóng mới 114 bộ bàn ghế, xây mới 12 phòng học và sửa chữa 96 phòng với kinh phí trên 15 tỷ đồng. Qua đó, giúp cho các trường chuẩn bị bước vào năm học mới với điều kiện tốt nhất, là cơ sở và động lực để phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học 2016-2017.